Vâng, chào mừng tất cả các bác đã đến với kênh YouTube của Dũng Nội Địa. Và hôm nay thì em xin giới thiệu các bác là em sẽ làm một cái thí nghiệm. Một là cái dòng áp tủ điện của Nhật. Đấy, cái này nó bao gồm một con chống giật và những con áp tép chống chập nhá. Và cái thứ hai đó là một bộ chống giật, chống chập. Thì đây giới thiệu các bác là cái con áp chống chập 40A. À, trên là con áp chống chập 40A nhá. Dưới là con chống giật 40A, trên là một con chống chập 50A, dưới là một con chống giật 50A. Em thử toàn bộ cái chức năng chống giật, chống chập của những chiếc áp này nhé. Đó, thì bây giờ thì em sẽ vào chi tiết. Trước khi vào chi tiết thì mong các bác xem video hãy ủng hộ em bằng cách là cho em xin một nút like, đăng ký, chia sẻ kênh để ủng hộ em nhé. Đây, bây giờ em sẽ test chức năng chống giật trước có những cái con áp này á. Đó, đây em sẽ đóng điện lên nhé. À đây, đây là cái dây điện này. Cái dây điện này thì em đã kết nối âm điện đấy nhá. Đây em sẽ quay bác, hôm nay em quay trời tối. Đây, một đầu em ấn xuống đất đấy bác nhé. Thử là phải ấn xuống đất chỗ đất ẩm bên này, sau đó dây điện dòng đây. Đó, đây em quay ngoài trời, nó không được như trong nhà. Đó bác nhé, em sẽ để chéo này thì các bác sẽ nhìn thấy cái cò nó nhảy dễ hơn. Đó. Em sẽ đóng các áp này lên nhé. Đầu tiên sẽ test chức năng chống giật trước. Thì đây, em sẽ xác định bên đầu dây lửa. Thì đây là dây trung tính này, em biết bên đây là dây lửa với em. Đây, đóng áp này đã. Đó. Đây, đây chính là cái dây đây. Cái dây lửa bên đây nhá, dây lửa nó đỏ này. Đấy, bên đây cũng vậy. Đấy, dây lửa là cái tu vít bút thủy điện nó đỏ nhé. Đó. Thì đầu tiên em sẽ thử chức năng chống giật trước. Đây, ăn nhảy nhé, ăn nhảy như vậy đấu đã đúng. Khi đấu điện xong áp nhảy như vậy là đấu đã đúng nhé. Đó, em lại đóng lại lên, tức là cái mạch chống giật có bên trong hoạt động tốt nhé. Tiếp theo là em sẽ thử độ nhảy của áp. Đây, cái dây điện mà vừa em đã đóng ấn cái chỗ tiếp đất ẩm đây. Đó, tiếp tục tiếp theo nhé. Đó, cả hai chiếc cùng nhảy nhé. Đó, rất là nhạy luôn. Em tiếp tục test lần nữa cho các bác xem nhé. Đó, áp đã nhảy rồi nhé. Đó, áp nhảy nhé. Đấy là về test chức năng chống giật và độ nhảy của áp. Bây giờ tiếp theo em sẽ test về cái tính năng là chống chập nhé. Tính năng chống chập nha, em test cái này nhé. Đây bác nhá, em test chức năng chống chập này. Đó. Đó, điện đã bị ngắt mất rồi. Và bây giờ em sẽ đóng này lại lên nhé. Vâng, đây em vừa đóng điện lên rồi nhá. Thì mỗi lần một lần thử là cái áp hệ thống áp chống chập của em lại nhảy nhá. Thì đây, con áp chống chập 40A nó nhảy đấy nhá. Đó, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Thử đến trước là chống giật thì chống giật nhảy. Đến cho chập dây thì tiếp tục là chống chập nhảy nhá. Tiếp theo đến cái con, bây giờ em tiếp tục test đến cái dãy con 50 nhá. Đây con áp 50A này, em đóng áp này rồi nhá. Đó, nên sẽ cho chạm dây điện xem nó nhảy như nào bác nhá. Đó. Đây, thì bác nhìn đi nhá. Cái cò con át đây nó nhảy ngay rồi nhá. Đấy, nhảy ngay rồi nhá. Đấy, con chống chập nhảy, con át chống giật không nhảy. Khi mà bị dò điện, bị điện giật thì con át chống giật nhảy và con át chống chập không nhảy. Tức là nó chạm đến chức năng của chiếc nào thì chiếc đó nhảy thôi. Đó, bây giờ em lại đóng điện lên nhá. Đó, vì là có không có thời gian quay ban ngày mà em quay buổi tối là nó ánh sáng nó hơi kém và rất vất vả như vậy. Đó, tiếp theo thì em đã test đến cái át tủ điện rồi nhá. Đó. Đối với cái tủ điện này thì đây em đã đấu điện vào rồi. Đây em đã đấu tủ điện vào rồi nhá. Bật áp lên này.
Đấy, test độ nhạy của át này, à, test chức năng chống giật này. Át nhảy nhá. Đó. Thôi, bây giờ em sẽ test cái chức năng chống giật của át nhá. Đây, xác định dây lửa đây. Dây khu dây đen này là dây lửa này. Đấy. Tất cả chỗ này là lửa này, bên dưới này là lửa này. Đó. Cái hệ thống trắng này chính là cái dây mát nhé. Đây, cái dây này là dây mát nhé. Đấy, không có lệ, không có điện nhé. Đó. Thì bây giờ em sẽ test cái áp này xem là cái áp tổng chống giật nó nhảy không nhé. Đó, nhảy ngay. Khi mà trong hệ thống nhánh mà bị rò dây điện nó sẽ nhảy ngay nhé. Đó. Áp nhảy ngay nhé, em đóng lại lên này. Đấy. Test này. Đó. Tiếp tục test bên dưới nhé. Đó, rất chỉ là ok luôn. Đó. Bây giờ là em sẽ tiếp tục là test chức năng là chống chập của những con át tép này nhé. Đây, em sẽ lấy dây điện em test này. Đây, em sẽ tháo một cái dây điện này ra để lấy dây. Đây vậy nhé, tiếp tục cái mà test cái dây điện này. Cái dòng của Nhật này thì truyền nhất dây là xong thôi. Đó, bây giờ em sẽ cho cái này để cho nó chập từ cái bên dưới này nhé. À, cái bên dưới này nhé, rồi em sẽ đóng điện đi. Rồi em cho những cái bên cạnh này nó sẽ chèn lùi ra để dễ nhìn nhé. Đó. Đây, em sẽ cho hai cái dây này nó chập với nhau đi nhé. Đó. Rồi, bây giờ sẽ đóng điện vào nhé. Rồi, em phải ngắt điện đi để thử cho an toàn. Rồi, tiếp theo đóng điện lên này. Đó. Đấy nhá. Và em chọn góc quay này cho mọi người dễ nhìn. Đó. Bây giờ em cho cái hai cái dây này chập nhau nhé. Đó. Mọi người thấy không? Điện như em ngắt ngay rồi. Đây, em sẽ quay sát cho mọi người thấy nhé. Đây ạ. Cái tép đây. Cái tép nó nhảy ngay đi nhé. Chập phát là nó nhảy ngay. Đó, chập chập nhẹ phát là nó nhảy ngay. Đó. Đây. Cái con tép chống chập này nó nhảy ngay nhá. Đó. Thì em sẽ thử một con thôi, bởi vì nhà em nó cứ thử một phát thì nó lại ngắt điện. Đó, đây là hệ thống đối với cái tủ điện ấy thì có một con chống giật đây. Khi bị rò rỉ điện, khi mà đến tính năng của chiếc nào thì chiếc nó nhảy. Rò rỉ điện thì cái con này sẽ nhảy nhá. Và khi mà chạm chập điện thì những cái con này sẽ nhảy nhá. Và đây một cái bộ chống giật chống chập đây cũng vậy. Thì những chiếc áp một bộ như này. Một bộ như này nhá. Đấy, em đang bán với giá là 240.000. Bộ này cũng 240.000. 30A, 40A hoặc 50A, 60A đều giá như nhau nhá. Anh em chọn bộ nào thì liên hệ với em. Đó, theo cái nhu cầu sử dụng thôi. Đó, cảm ơn mọi người đã coi video nhé. Mong mọi người ủng hộ em một cách là cho em xin nút like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ em. Cảm ơn tất cả các bác nhá. Xin chào các bác. Hẹn các bác video sau ạ.